Thưa quý vị, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng là một trong những nhiệm vụ được tổ chức đoàn đội tại địa phương chú trọng triển khai thời gian qua. Thông qua việc lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, sở thích của thiếu nhi, ngày càng có nhiều sân chơi bổ ích, sinh động dành cho các em được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó góp phần định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi, giúp các em chủ động, tự tin, hội nhập và hiểu rõ về quyền của mình. Một ngày hội thiếu nhi vui khỏe, chung tay xây dựng đội vừa được diễn ra tại trường tiểu học Lê Lai, quận Hoành Sơn, thành phố Đà Nẵng, thu hút đông đảo học sinh hào hứng tham gia. Thay vì giáo dục lịch sử một cách khô khan, các em đã chủ động tìm đến với lịch sử và kể chuyện về lịch sử một cách sinh động thông qua hoạt động sân khấu hóa, kể chuyện về tiểu sử anh hùng chi đội mang tên. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích như thi đố vui, vẽ tranh, giới thiệu sách, cũng như được cung cấp nhiều kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội. Con thấy rất vui vì con được tham gia rất nhiều hoạt động. Ngoài ra, con còn có thể tìm hiểu về những tấm gương anh hùng lịch sử. Và trong ngày hội này, con cũng rất vui khi được một ngày hội ý nghĩa về chủ đề chúng ta xây dựng đội. Con mong muốn trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động như thế này nữa để các em được học tập, để các em được vui chơi và học tập sau những giờ học căng thẳng. Còn đây là một buổi lắng nghe, tiếp những ý kiến, nguyện vọng trẻ em được Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng tổ chức lưu động tại một điểm trường trên địa bàn quận Hải Châu. Tại đây, những ý kiến đề xuất khó chia sẻ trực tiếp sẽ được các em gửi gắm qua những tâm thư. Con mong muốn là các bạn học sinh đều được quan tâm, đều được đến trường, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn để được các bạn ấy có thể vươn lên. Mong muốn của con là thêm nhiều hoạt động ngoại khóa vào trong trường, thêm sách hay vào trong thư viện. Với phương châm lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động, thông qua những ngày hội hoạt động trải nghiệm như vậy đã góp phần giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, về tình bạn, tình yêu quê hương, đất nước. Để góp phần định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thiếu nhi, hiện nay tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã duy trì và tổ chức hàng loạt các phong trào ý nghĩa như thiếu nhi thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy, liên đội xuất sắc ngàn việc tốt, hay mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, chia sẻ yêu thương, đừng bước đến trường. Liên đội thường xuyên tổ chức các hoạt động phát triển về văn hóa xã hội, cũng như là các kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho các bạn đội viên nhi đồng. Để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui, một ngày trải nghiệm bổ ích, tổ chức đoàn đội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trường, triển khai thêm nhiều sân chơi, chương trình thiết thực, sáng tạo, góp phần bồi dưỡng, định hình nhân cách thiếu nhi, cũng như hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, thân thiện với trẻ em.